Cuộc phiêu lưu vĩ đại nhất của con người, trụ sở quốc tế của Serialization Fellowship, Los Angeles, California, ngày 29 tháng 2 năm 1940. Cuộc sống là một cuộc phiêu lưu vĩ đại nhất và hoàn toàn có thể tưởng tượng được, mặc dù cuộc sống của một số người chẳng có gì hào hứng và thú vị. Nhưng còn biết bao người khác đã được nếm trải những kinh nghiệm phi thường. Tôi đã được nghe kể về một người đã 32 lần cố gắng tự sát, nhưng mỗi lần như thế lại có điều gì đó ngăn ông ta lại. Hãy tưởng tượng đến thứ gì đó hay ai đó có thể biết mọi cuộc sống của mọi người đang sống, đã chết và chưa được sinh ra trên trái đất như thế. Đó chỉ có thể là quyền năng của Thượng Đế. Chúa Giê-xu nói, hai con chim sẻ bán được một xu phải không? Thế mà không một con nào rơi xuống đất ngoài ý muốn của cha anh em. Matthew 10:29. Mọi việc xảy đến với từng người đều nằm trong ký ức của Thượng Đế. Quả vậy, thật khó lĩnh hội được rằng lại có một ý thức có thể biết tất cả mọi điều đã xảy ra. Tuy nhiên, để tìm hiểu bản chất của thần khí lại là một cuộc phiêu lưu vĩ đại nhất, tôi sẽ chỉ cho các bạn bức tranh về nó vốn đang hiện hiện trước con mắt tâm linh của tôi ngay lúc này. Chú thích, ánh nhìn trực giác khi chìm sâu và chiêm niệm, con mắt duy nhất hay còn gọi là con mắt tâm linh sẽ hiện hiện ngay giữa trán. Những yogi vĩ đại, những người sống gắn bó mật thiết với ý thức của Thượng Đế sẽ có thể trông thấy nó mặc dù đang chiêm niệm hay đang hoạt động bình thường. Hết chú thích. Chân lý thì hơn cả sự tưởng tượng. Chúng là những gì rất thật, nhưng nguồn gốc của chúng chỉ là những tư tưởng trong tâm trí Thượng Đế. Tất cả những dạng khác nhau của vật chất đều là tư tưởng của Thượng Đế được vật chất hóa. Chúng có thể biến đổi trở lại thành tư tưởng, và tư tưởng đó lại có thể lại được vật chất hóa thành các vật thể. Con người cũng có khả năng lĩnh hội các quan điểm này, nhưng sự tưởng tượng của con người chưa đủ mạnh. Nếu trí tưởng tượng của con người đủ mạnh, con người sẽ có thể tạo ra những thành phần vật chất trên trái đất. Chú thích, Chúa Giê-xu đã nói về khả năng tiềm tàng của những ai nhận ra sự hiện diện của Thượng Đế trong mình. Anh em hãy tin Thầy rằng Thầy ở trong cha và cha ở trong Thầy, vân vân. Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy thì người đó sẽ làm được những việc Thầy làm, và người đó còn làm được những việc lớn lao hơn nữa. John 14, 11, 12. Hết chú thích. Người có trí tưởng tượng đủ mạnh ẩn chứa năng lực sáng tạo, giống như năng lực sáng tạo mà nhờ nó Thượng Đế đã dựng nên trời đất muôn vật đúng như Ngài nghĩ. Nhưng rồi con người vẫn không thể biến ý nghĩ của mình thành hiện thực được, vì con người đã không biết cách tận dụng năng lực tự do, năng lực siêu nhiên của tư tưởng là thứ Thượng Đế đã ban cho con người. Khi cố gắng hình dung ý thức của Thượng Đế, chúng ta tự hỏi làm thế nào Ngài có thể nhớ hết mọi sự, vì chúng ta vẫn quen đánh giá mọi thứ theo tiêu chuẩn khả năng lý trí của chúng ta. Chúng ta hiểu biết dựa trên kinh nghiệm của chính bản thân mình. Một người có trí nhớ kém thường có khuynh hướng cho rằng trí nhớ của người khác cũng kém như thế. Tuy nhiên, có những người có trí nhớ phi thường có thể nhớ lâu lâu một quyển sách, có lẽ cũng dễ dàng như bạn nhớ một vài dòng. Những người hay quên thì khó hiểu được những người khác có thể nhớ dai như thế nào. Một người thợ kim hoàn nhớ những món trang sức, những món nữ trang mình làm ra. Một người thủ thư nhớ những quyển sách trong thư viện của mình. Cũng vậy, Thượng Đế có thể nhớ mọi thứ Ngài đã tạo dựng trong vũ trụ này. Nhờ quyền năng vô song, Ngài có thể lập tức nhớ lại mọi biến cố đã xảy ra. Thượng Đế không cần đến một bộ não hàng hẹp để lưu trữ ký ức về những điều đã qua. Tâm thức vô hạn của Ngài thông biết mọi sự. Nguồn gốc và năng lực của ký ức. Ký ức là một năng lực phi thường.
Tất cả ký ức của con người đều bắt nguồn từ ký ức vô song của Thượng Đế. Chẳng hạn, bạn không thể kể với tôi về tất cả những cuộn phim đã xem kể từ khi sinh ra, nhưng nếu tôi chịu lại cho bạn xem một trong những đoạn phim ấy, bạn sẽ lập tức nhớ lại nó. Ký ức siêu nhiên tiềm ẩn ngay trong bạn khi bạn nhận ra những kinh nghiệm đã qua. Ngay khi vừa xem lại cảnh mở màn, toàn bộ câu chuyện sẽ trở lại với bạn. Ồ, tôi đã xem phim này rồi, bạn nói. Tôi nhớ nó đã kết thúc ra sao. Làm thế nào mà chúng ta nhận ra một bộ phim với từng chi tiết nhỏ nhặt nhất mà chúng ta đã từng xem nhiều năm trước đó? Bởi vì tất cả những sự kiện xảy ra đã được ghi lại trong não của chúng ta. Ngay khi bạn hướng sự chú ý vào một kinh nghiệm đã được ghi lại, ký ức của bạn sẽ lập tức bắt đầu quay trở lại kinh nghiệm đó. Nếu tôi hỏi bạn đã ngồi ở đâu khi chúng ta họp mặt ở đây vào thứ năm tuần trước, bạn sẽ nhớ lại chỗ bạn ngồi và còn bắt đầu nhớ lại những điều khác nữa. Nếu tôi hỏi tôi đã nói gì, những lời nói của tôi sẽ bắt đầu trở lại trong tâm trí bạn. Sức mạnh nội tại của ký ức đến từ Thượng Đế và rất hoàn hảo. Nó không bao giờ phai mờ. Ký ức của một người bình thường không thể lưu lại tất cả những kinh nghiệm của người đó trong một lúc. Nhưng ký ức thiêng liêng sâu kín lưu giữ thường xuyên và đồng thời mọi thứ. Vì vậy, trí nhớ tốt hay kém chỉ là vấn đề ở sức thuyết phục. Bạn tự thuyết phục bản thân rằng ký ức bạn không được tốt nên nó có sức nhớ kém. Tuy nhiên, không phải dễ dàng thay đổi từ sự cả quyết ấy để chuyển sang điều ngược lại. Bạn cần rất nhiều nỗ lực để thuyết phục bản thân rằng trí nhớ của bạn là hiền thân của ký ức thiêng liêng không biết mọi sự của Thượng Đế. Dù ký ức của con người là vô tận, nhưng lại là vay mượn từ nguồn ký ức vô hạn của Thượng Đế, vốn chứa đựng tất cả những tiến trình của nhân loại cũng như các sinh vật sống khác. Sự sáng tạo, cuộc phiêu lưu song hành của Thượng Đế và nhân loại. Câu chuyện về công trình sáng tạo của Thượng Đế thật kỳ diệu. Từ cách Ngài dựng nên trời, đất, muôn vật, đến cách Ngài vẫn đang hoạt động đằng sau mọi biến cố để đưa ta trở lại với sự tồn tại đích thực trong Ngài. Hầu như không thể dùng ngôn ngữ loài người để mô tả cuộc phiêu lưu vĩ đại của Thượng Đế và sự hòa quyện huyền diệu với cuộc đời cá nhân của vô số con người trên trái đất. Chúng ta biết rằng tuổi thơ trung bình của con người là 60, của loài cá sấu là khoảng 60 đến 100. Cây cù tùng trung bình thọ 2.000 năm tuổi, loài khỉ chỉ sống khoảng 14 năm, loài ngựa thọ tối đa 36 năm. Điều đó chứng tỏ rằng phải có ai đó đã định ra một cột mốc tuổi thọ khác nhau cho các loài khác nhau. Tuy nhiên, chúng ta cũng đã được nghe về một số yogi đã sống trên 100 tuổi. Chú thích: những vị thánh cả, những người đã thức tỉnh khỏi giấc mơ hảo huyền to lớn và nhận ra rằng thế giới này chỉ là một ý tưởng trong ý chí thiêng liêng, có thể điều khiển cơ thể họ một cách dễ dàng theo họ ý muốn, khi biết rằng cơ thể con người chỉ là một hình thái có thể vận động của năng lượng được ngưng tụ. Mặc dù các nhà khoa học vật lý ngày nay hiểu rằng vật chất khác không gì khác hơn là những nguồn năng lượng đông đặc. Hết chú thích. Tôi biết chắc rằng Mahavata Babaji đã sống qua nhiều thế kỷ và hiện nay trông vẫn còn trẻ. Chú thích: Mahavata nghĩa là hiền thân cao cả, Babaji nghĩa là vị cha được tôn kính. Ngài là guru của Lahiri Yuteswa, guru của Paramahansa Yogananda. Cuộc đời phi thường của Babaji được mô tả trong Autobiography of a Yogi, từ truyền của một yogi. Hết chú thích. Tương truyền Trailanga Swami đã thọ hơn 300 năm, sự thật còn đáng kinh ngạc hơn cả tưởng tượng. Chú thích:
Ngoài tuổi thọ phi thường, trai Langa Swami còn làm nhiều phép lạ. Mặc dù ăn rất ít, ông đã nâng được hơn 300 pound. Ông thường ngồi thuyền suốt nhiều ngày liền, khi thì ngồi trên mặt nước ở hồ Ganges, có khi lại lặn dưới đáy hồ rất lâu. Người ta cũng thường bắt gặp ông tại Manikarnika, đang ngồi bất động trên phiến đá phồng dộp dưới sức nóng mặt trời. Thói quen bất chấp những quy luật tự nhiên của ông ấy là một lời nhắc nhở thường xuyên đối với những ai đã gặp gỡ ông rằng chính sự hợp nhất với Thượng Đế mới chính là quy luật tối thượng. Hết chú thích. Có thể hình dung rằng trong những hoàn cảnh thuận lợi, nghĩa là không lãng phí sinh lực và có nguồn thực phẩm thỏa đáng và tư tưởng đúng đắn, con người có thể đạt được sự bất tử. Nhưng cơ thể con người luôn phải gánh chịu những áp lực oằn trĩu, như con chuột bị bắt trong lòng. Tim nó đập nhanh gấp nhiều lần so với bình thường khi bạn không thể trả nổi các phiếu thanh toán khi đến hàng. Tim cũng đập nhanh gấp nhiều lần so với bình thường. Sự thật, đó chính là nỗi lo lắng của bạn đang lên tiếng. Và còn có nhiều dàn căng thẳng khác nữa. Có người đã kể cho tôi nghe rằng sở cảnh sát Chicago đã đưa ra các văn bản chứng minh rằng nếu thành phố loại trừ được tiếng ồn thì tuổi thọ của cư dân ở đó sẽ có thể tăng thêm 10 năm. Chú thích: sinh lực hay tinh dịch chứa đựng nguồn prana, năng lượng sống cao nhất. Nếu không bị phung phí, nguồn năng lượng này sẽ giúp tăng cường thể lực, củng cố sức mạnh lý trí và phát triển tinh thần. Hết chú thích. Tuy vậy, chúng ta vẫn đang sống trong một thế giới tuyệt vời. Còn những người sống chỉ biết ăn, uống, vui vẻ và rồi lăn ra ngủ thì quả thật chẳng biết gì đến sự kỳ diệu của đời người. Cuộc phiêu lưu bắt đầu từ cuộc đấu tranh mà linh hồn phải trải qua để vào được tử cung của người mẹ. Tuy thiên giới có hàng triệu linh hồn phải đấu tranh để trở lại trái đất và để vào được bên trong tinh trùng và các tế bào trứng để tạo thành sinh vật. Chú thích: trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở. John 14:2. Các cảnh giới cao và thấp cấu thành từ những ánh sáng huyền hoặc và các năng lượng sống là thiên đàng hay địa ngục, nơi các linh hồn trụ ngụ sau khi thân xác chết đi. Thời hạn để linh hồn ở lại đó đã được tiền định. Chừng nào linh hồn còn chưa trả hết nghiệp chướng, linh hồn đó phải đầu thai trở lại để tiếp tục cuộc hành trình tìm về Thượng Đế. Hết chú thích. Dẫu là thánh nhân hay kẻ tội lỗi, trừ khi bạn đã đạt được sự siêu thoát hoàn toàn là ơn cứu rỗi cuối cùng. Nếu không, bạn sẽ vẫn khát khao được đầu thai trở lại vào đúng lúc việc thù tinh xảy ra. Trên trời sẽ lóe lên một tia sáng, một linh hồn đã được nhập thể dưới dạng một tế bào trứng để được thù tinh. Bạn phải chiến đấu để được đầu thai. Không chỉ riêng bạn mà còn rất nhiều linh hồn phải chạy đua để được đầu thai. Nhưng chỉ có một số chiến thắng, đó là một chiến thắng không hề dễ dàng. Ý thức bẩm sinh. Sau khi nhập thể vào lòng người mẹ, bạn tự hỏi: tôi đã làm gì? Tôi đã ở ngoài thể xác quá lâu, trôi nổi trong một hình thể ánh sáng không trọng lượng, và giờ lại bị bắt trở lại một hình hài vật chất. Nhưng rồi bạn cũng quen với hoàn cảnh mới trong suốt 9 tháng nằm trong bụng mẹ. Đó là 9 tháng bạn bị giam hãm. Nơi đó bạn phải thở, ăn và trao đổi tuần hoàn máu thông qua người khác. Bạn hoàn toàn bị lệ thuộc. Linh hồn bạn kêu lên cùng Thượng Đế: hãy cứu con thoát khỏi ngục tù này. Con không thể nhìn, con không thể nghe, con bị trói buộc. Nếu quả thật có một tầng luyện ngục, thì đó chính là 9 tháng trong bụng mẹ, bơ vơ trong tối tăm, bị trói cứng ngắc.
Chỉ có những ký ức trong quá khứ thi thoảng kéo đến, tôi đã chuyển ý thức của mình lùi vào trạng thái trước khi sinh, và tôi biết điều tôi đang nói. Chú thích: thông qua sự hiệp nhất nội tâm của với Thượng Đế Đấng Hằng Hữu, một yogi thường thằng có thể đồng cảm với sự trải nghiệm của muôn loài. Hết chú thích. Giấc ngủ và sự tỉnh thức của trẻ thơ trong bào thai không phụ thuộc vào giấc ngủ và sự tỉnh thức của người mẹ. Ước muốn được cử động, cử quay của đứa bé là ký ức xuất phát từ quá khứ của linh hồn. Vì thế, nó không ngừng quậy đạp trong cơ thể người mẹ cho đến khi thấm mệt và chìm vào giấc ngủ. Sau đó, nó tỉnh dậy một lúc và lại quậy đạp. Nó cảm thấy đói thông qua nguồn dưỡng chất trong máu của người mẹ. Nó được thỏa mãn cơn đói. Đứa trẻ chỉ thoáng nghe những rung động của nhịp tim và sự tuần hoàn máu của người mẹ. Nhưng cũng chính những âm thanh này mà nó nhận thức được cơ thể của nó, và nó muốn được tự do. Như vậy, cuộc phiêu lưu đầu tiên của linh hồn là cuộc đấu tranh giằng xé giữa hai tư tưởng: ước muốn được trở lại trần gian dưới hình hài một con người, và ước muốn được tự do, tự tài, không bỏ buộc trong hình hài nào cả. Nhân dạng đầu tiên của linh hồn khởi đầu từ hình dạng giống một con cá với cái đuôi bé tí xíu. Dần dần nó phát triển giống hình một con thú nằm cuộn tròn trong tử cung. Thỉnh thoảng những ký ức từ quá khứ trở về, khiến bào kha thai cự quậy. Cuộc đấu tranh càng lúc càng mạnh hơn khi phôi thai bắt đầu phát triển thành nhân dạng đầy đủ trong cơ thể người mẹ. Linh hồn la lên: cho tôi ra! Khi ý chí đó đủ mạnh, đứa trẻ chào đời. Những đứa trẻ sinh non là những linh hồn rất bướng bỉnh. Chúng không muốn ở lại trong cơ thể người mẹ cho đủ 9 tháng. Vì thế, chúng chào đời sớm. Hơi thở của sự sống. Đứa trẻ sơ sinh chào đời bằng tiếng khóc. Vì như các thánh nói, linh hồn đó nhớ lại các kiếp trước của nó và không thích ý nghĩ phải trở lại trần gian để tiếp tục cuộc đấu tranh sinh tồn chốn trần thế. Cùng chính bởi ký ức này mà một đứa trẻ trong bào thai thường nắm chặt tay trong tư thế năn nỉ thỉnh cầu. Nó đang cầu xin với Thượng Đế: xin đừng để con phải khoác lấy thân xác nặng nề một lần nữa. Ngành sinh lý học giải thích về tiếng khóc chào đời của đứa trẻ là do các lá phổi phải mở ra để bắt đầu quá trình hô hấp. Và tiếng khóc đầu đời của đứa trẻ là nỗ lực kích hoạt lá phổi và bắt đầu hơi thở của sự sống. Khi đứa trẻ được sinh ra, hơi thở tràn vào linh hồn đang nửa tỉnh nửa mê, được đánh thức để trở thành một sinh vật sống với cuộc sống độc lập. Đấng sáng tạo là Thiên Chúa thổi hơi vào lỗ mũi và con người trở nên một sinh vật. Sáng thế 2:7. Nhiều người tin tưởng một cách sai lầm rằng linh hồn bước vào cơ thể của đứa bé đúng vào lúc người mẹ lâm bồn. Nhưng nếu linh hồn không hiện diện trong cơ thể trước đó, thì cơ thể đã không phát triển được từ những tế bào nhỏ xíu nguyên thủy. Trường hợp linh hồn rời khỏi phôi thai trước khi sinh, đứa trẻ sẽ bị chết lưu thai. Cơ thể con người được cấu thành từ 16 nguyên tố vật chất cơ bản và được khởi động bởi 19 phân tử vi lượng. Chú thích: bản chất của sự sống bên trong cơ thể con người khởi hoạt và chấn hưng nó. 19 yếu tố này là trí thông minh, cái tôi, cảm giác, lý trí, tri giác, những năng lực ẩn sau ngũ quan và 5 công cụ hành vi và 5 prana, hay còn gọi là năng lượng sống. Hết chú thích: những nguyên tố này có thể ngưng tụ thành dạng ý thức thuần túy. Con người trở thành một sinh vật ám chỉ sự thật là thể lý của một người bình thường là thứ được tạo thành từ các chất hóa học, bụi đất, phải thở oxy để duy trì sự sống trên thân thể. Như ý định của Thượng Đế khi Ngài thổi hơi đầu tiên vào mũi con người,
Khi đứa trẻ được sinh ra, nó chớp mắt dưới ánh đèn, nghe từng âm thanh, ngửi và nếm rồi thở. Nó nhận thấy hoàn cảnh xung quanh dường như bình thường. Nó lại có một thân xác. Ý muốn chống đối lại việc đầu thai lúc chào đời của nó chấm dứt. Ngay khi bắt đầu nhịp thở đầu tiên, khi ma da ảo hóa cho rằng sự tồn tại phụ thuộc vào cơ thể và hơi thở lại ập đến với nó. Một lần nữa, nó cảm thấy thế giới vật chất đầy thu hút. Trải qua thời gian, đứa trẻ phải đấu tranh để kiểm soát cơ thể mình. Biết bao lần bạn bắt gặp nó lặp đi lặp lại động tác giơ cả hai tay hai chân lên trời trong một nỗ lực mạnh mẽ để phối hợp chúng. Tất cả những hành động này xuất phát từ tiềm thức thông qua ký ức của linh hồn. Ký ức ấy luôn hiện diện trong tiềm thức đứa trẻ. Theo bản năng, bạn rất sợ cái chết. Vì nhớ rằng rất nhiều lần bạn đã nếm trải kinh nghiệm đó. Bạn cũng sợ đau vì trước đây đã từng đau đớn. Khi đứa trẻ sơ sinh lớn lên thành một thiếu niên, nó bị bao bọc bởi ảnh hưởng của ý chí dẫn dắt của người mẹ. Khi đứa trẻ sơ sinh lớn lên thành một thiếu niên, nó bị bao bọc bởi ảnh hưởng của ý chí dẫn dắt của cha mẹ, cũng như những người họ hàng trưởng bối của nó. Từng người muốn nó phải thế này, thế khác. Còn lũ bạn nghịch ngợm của nó thì muốn nó vẫn phải là cái gì đó khác. Đứa trẻ phải đấu tranh rất nhiều. Với nhiều áp lực xung đột này, đó quả là một cuộc đời khốn khổ. Vì thế, tốt hơn nếu bạn cho con cái một chút tự do. Tuy nhiên, nếu bọn trẻ quá tự do, sau này chúng có thể than khóc. Ước gì trước đây tôi được chỉ bảo không làm điều ấy để hôm nay không phải ra thế này. Hãy nghĩ đến tất cả những cuộc đấu tranh thể xác cũng như tinh thần mà một đứa trẻ phải trải qua cho đến khi nó trở thành một thanh niên. Đó là một khoảng thời gian các giác quan trở nên chủ động hơn. Và đứa trẻ thường phải đối mặt với một cuộc chiến nội tâm gay gắt với chính mình. Cuộc chiến với những giác quan là cuộc chiến dữ dội. Chiến thắng trong cuộc phiêu lưu của đứa trẻ để vào đời là một trải nghiệm tuyệt vời. Con người nên đối xử tốt với chính mình. Sống là một điều tuyệt vời, nhưng vẫn còn rất nhiều hiểm nguy đang rình rập chúng ta. Một cuộc phiêu lưu giữa các động vật hoang dã tại Nam Phi chẳng là gì so với cuộc phiêu lưu của sự sống, của cuộc đời. Nó lý thú hơn bất kỳ câu chuyện nào trong lịch sử nhân loại. Con người với trí thông minh của mình hoàn toàn có thể biết cách tự bảo vệ chống lại thú dữ, nhưng lại không biết cách tự bảo vệ để chống lại những thói quen xấu và nếp sống tồi lỗi. Hơn cả những kẻ thù và những quốc gia thù địch, hơn cả các loài vi trùng, hơn cả các loài bom hay bất cứ mối đe dọa nào khác, con người nên e sợ chính bản thân mình khi lâm vào con đường lầm lạc, tiếp tục mê đắm trong những thói quen xấu. Con người trở thành kẻ thù của chính mình. Cách tốt nhất để thành công trong cuộc phiêu lưu của đời sống là tôn trọng bản thân. Krishna đã nói, bạn ngã cái tôi là bạn của cái tôi đã được biến đổi, nhưng là kẻ thù của cái tôi ngoan cố. Bhagavad Gita 6.6. Những kẻ thù xảo quyệt. Thật dễ dàng từ hình dung chúng ta khi đang khởi hành khám phá một đất nước hoang dã và vô danh nào đó. Nếu đi bằng tàu thuyền, chúng ta có được chiếc tàu cứu hộ bên mình. Lỡ chìm, chúng ta biết vẫn có thể leo lên tàu cứu sinh và được cứu. Nhưng trong đời, rất nhiều lần ta gặp phải những tình huống như thế. Như thế thuyền cứu hộ bị thủng, dẫu chúng ta đã cẩn thận đề phòng. Trong một khu rừng rậm rạp đầy những thú hoang, bạn có thể có những động thái xác đáng để đề phòng, nhưng những mối nguy hiểm mơ hồ thì khó vượt qua hơn nhiều.
Làm thế nào để tự bảo vệ mình khỏi cả một đào quân vi trùng? Lúc nào cũng có hàng triệu vi trùng lơ lửng vây quanh ta. Chúng ta nghĩ mình được an toàn khi ta đã cẩn trọng đề phòng những mối nguy hiểm ta có thể nhìn thấy và nghe thấy, nhưng không có đủ phương tiện thỏa đáng để bảo vệ mình khỏi vi trùng. Trong mạch máu của bạn có rất nhiều quân đoàn bạch cầu phải thường xuyên chiến đấu với những kẻ thù này. Thuốc chỉ đủ làm tê liệt chúng. Nếu cơ thể bạn yếu, những chiến binh bạch cầu sẽ không thể giúp bạn. Trong phổi của rất nhiều người không có bệnh và ngâm chứa những vi khuẩn lao ác tính sẵn sàng phá hủy vật chủ, tự nhiên đã tạo thành một bức tường tế bào phòng thủ, nhưng chúng chỉ có hiệu quả khi cơ thể còn sức đề kháng. Cuộc chiến tranh sinh tồn này liên tục tiếp diễn trong khu rừng sự sống nội tâm sâu kín. Nếu soi thức ăn của bạn dưới lớp kính hiển vi, bảo đảm bạn sẽ không tài nào nuốt nổi nó. Hàng hà vi trùng lúc nhúc bám trên đó và bạn đang nuốt cả chúng. Thứ nước bạn uống cũng chứa rất nhiều vi khuẩn. Sẽ không ai là người ăn chay thực thụ, vì mọi người đều nuốt hàng triệu con vi trùng mỗi ngày. Vậy liệu có người có bỏ ăn không? Chuẩn bị cho cả cuộc chiến. Để an toàn băng qua khu rừng sự sống, bạn phải trang bị cho mình những vũ khí thích hợp. Bạn phải là một chiến binh tinh nhuệ. Kẻ thiếu thông minh không biết cách tự bảo vệ mình sẽ nhanh chóng bị hạ gục. Người khôn ngoan đã được vũ trang đầy đủ để chống lại các loài kẻ thù, chống lại bệnh tật, số phận nghiệp chướng, mọi tư tưởng và thói xấu sẽ chiến thắng trong cuộc phiêu lưu này. Nó đòi hỏi từng người phải thận trọng và thêm vào đó là phải tuân thủ những phương pháp nhất định, ngõ hầu giúp chúng ta chiến thắng kẻ thù. Khi tiến bộ, chúng ta học những phương pháp tốt hơn giúp loại bỏ những nguyên nhân gây băng hoại thể xác, lý trí, đạo đức và tinh thần. Khi đã vượt qua những bệnh tật, những tai nạn thể lý và các cuộc xung đột nội tâm, bạn sẽ có thể nói rằng cuộc đời quả là một chuyến phiêu lưu thú vị. Chúa Giê-xu đã có thể nói như vậy. Nhưng trước khi đạt được thành quả đó thì sẽ là hấp tấp khi vội đưa ra kết luận rằng cuộc sống thật ngọt ngào. Dù đã đạt được chánh quả, linh hồn được siêu thoát trong thượng đế, cuộc sống vẫn chưa kết thúc đối với bạn. Bạn không thể vượt lên khao khát được phiêu lưu cho đến khi ý thức của bạn siêu thoát trong thần khí. Khi chứng kiến những mảnh đời đau khổ, bạn cảm thấy lòng tràn đầy biết ơn vì bạn đã không phải trải qua kinh nghiệm đó, nhưng bạn có thể sẽ là người tiếp theo. Những khả năng gây hại cho sức khỏe là rất lớn. Vì thế, hãy trang bị sẵn sàng. Các nhà khoa học vẫn luôn cảnh báo rằng nên ăn các loại thực phẩm giàu dinh dưỡng và tuân thủ các quy tắc bảo vệ sức khỏe để bảo vệ bạn khỏi vi trùng. Các chính khách thì hô hào rằng hãy là những người lính tốt để bảo vệ đất nước khỏi giặc ngoại xâm. Chúng ta đang sống trong những thời đại lạ lùng. Ngay cả các phụ nữ, nói theo cách ngôn thì họ chính là những người cứu thế, cũng đang được huấn luyện để giết con cái người khác. Thật khủng khiếp. Tuy nhiên, trong chừng mực nào đó, chiến tranh cũng có cái hay. Nó loại bỏ đức tính hèn nhát ra khỏi chúng ta. Tầm quan trọng của sức mạnh ý chí. Trong khu rừng cuộc đời, kẻ thù vây bọc tự bề, bệnh tật, nghèo đói, đau khổ, hành vi xấu và những dục vọng sai lầm, có quá nhiều quy tắc buộc phải tuân thủ, để nỗi cuộc sống trở nên nặng nề, quá quắc. Khi bạn lúc nào cũng phải lưu tâm đến tất cả, bạn phạt chán vì cuộc sống tiềm tàng biết bao điều phong phú. Trong khi cứ cố gắng tuân thủ những quy tắc bảo vệ sức khỏe, bạn gần như bị áp lực đè bẹp, không còn chút thời gian nào để nghĩ về những điều khác. Rồi mọi người đề nghị bằng một chế độ giữ gìn sức khỏe.
Tất cả chúng ta đều bị chìm trong cơn thôi miên nặng nề. Khi thử các phương pháp khác nhau, tôi mới ngộ ra chân lý này. Hiệu quả của tất cả các quy tắc đều phụ thuộc vào ý chí. Thượng Đế đã trao cho chúng ta những công cụ kỳ diệu để bảo vệ chúng ta còn mạnh hơn cả súng, điện, khí độc hay bất cứ loại dược phẩm nào. Đó là lý trí. Lý trí đó phải được củng cố mỗi ngày. Chẳng hạn đối với cơ thể mình, tôi sẽ phải làm theo ý muốn của Thượng Đế. Ngài mách bảo tôi đến gặp bác sĩ, điều đó cũng được thôi. Và nếu Ngài bắt tôi phải chịu đau khổ, tôi cũng chẳng phàn nàn. Thành ý của Ngài cũng là ý chí của tôi. Một phần quan trọng trong cuộc lữ hành trần thế là làm chủ lý trí, giữ cho lý trí được kiểm soát, phù hợp với thành ý. Đây chính là bí quyết hạnh phúc và thành đạt. Thành lụy cuối cùng là kết hiệp với Chúa. Mặc dù tuân thủ mọi phương pháp chữa bệnh thể xác, bạn cũng đừng đặt tròn niềm tin vào các phương pháp này. Tuy nhiên, hãy tin tưởng vào sức mạnh của Thượng Đế ẩn sau chúng. Nếu bạn bị đứt tay, hãy bôi thuốc lên vết thương, nhưng thầm thì cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con đừng lệ thuộc vào thuốc men và nên tin tưởng vào sức mạnh lý trí. Điều đó chỉ đến khi không ngừng trau dồi sức mạnh lý trí. Và khi bạn gắn chặt lý trí của mình vào Thượng Đế thông qua quán tưởng, nhờ vậy bạn sẽ có được sức mạnh tuyệt đối vượt lên lý trí trước khi cố gắng phủ nhận vật chất và các phương pháp chữa lành nhờ vật chất. Cho đến lúc đó, tốt nhất bạn nên tiến hành các bước thông thường để giúp cơ thể. Khi uống thuốc độc mà vẫn không hề hận gì, bạn có thể phủ nhận vật chất và nói rằng lý trí là tất cả. Nhưng bạn phải nhận thức được điều đó trước đã. Thường để ban cho bạn khả năng bất bại mà nhờ nó bạn có thể tiêu diệt mọi đớn đau và phiền muộn. Đó là sự khôn ngoan khi bạn lãnh nhận thông qua sự kết hợp với Thượng Đế. Cách tốt nhất để vượt qua bệnh tật, thất vọng và các thảm họa là phải thường xuyên gắn bó với Thượng Đế. Chúng ta chỉ là những đứa trẻ khờ dại lạc giữa rừng đời, bị buộc phải học hỏi kinh nghiệm và những khó khăn của chính mình bằng những va vấp vào cạm bẫy của bệnh tật và những thói hư tật xấu. Hết lần này đến lần khác, chúng ta phải lên tiếng cầu cứu. Nhưng ơn phù trợ tối thượng chỉ đến nhờ kết hợp với thần khí. Bất cứ khi nào bạn gặp phải nỗi lo lắng muộn phiền, hãy cầu nguyện: Lạy Thượng Đế, đấng ngự trong con và tất cả xung quanh con, sự hiện diện của Ngài là thành lụy cho con nương náu. Con đang phải vật lộn giữa đời, bị vây bọc bởi biết bao kẻ thù chết chóc. Lúc này con biết rằng chúng không phải là thứ tiêu diệt con. Ngài đã đặt con vào giữa lòng đời để thử thách sức mạnh của con. Con sẽ vượt qua những thử thách này để chứng tỏ chính mình. Con có đủ nghị lực để đánh bại mọi kẻ thù xung quanh con. Con sẽ tiêu diệt nhờ có sự hiện diện quyền năng của Ngài. Và khi con đã hoàn tất cuộc lữ hành trần thế, con sẽ thưa rằng: Lạy Thượng Đế, thật khó biết bao khi phải dũng cảm chiến đấu, nhưng Ngài đã tạo ra sức mạnh lớn hơn cả nỗi sợ trong con, giúp con lược thẳng mọi nỗi sợ và nhận ra rằng con được tạo dựng theo đúng hình ảnh của Ngài. Ngài là Thượng Đế, vua của tâm thức vũ trụ, và con là con của Ngài, là con của tâm thức vũ trụ. Con còn phải sợ hãi điều gì? Ngay khi nhận ra mình được sinh ra làm người, cũng là lúc bao nỗi sợ hãi ập đến với bạn, cơ hồ không lối thoát. Cho dù bạn cẩn thận đến mức nào chăng nữa, thì vẫn có những sai lầm nào đó. Bạn chỉ được an toàn trong Thượng Đế, dù bạn đang ở giữa rừng rậm châu Phi hay trong một cuộc chiến.
hay bị hành hạ bởi bệnh tật và nghèo đói, chỉ cần thưa cùng Thượng Đế và tin tưởng con đang trú ẩn trong sự hiện diện của Ngài. Băng qua chiến trường cuộc đời, con đang được bảo vệ an toàn. Không có cách nào khác để được an toàn. Hãy sử dụng những cách thông thường và tin tưởng hoàn toàn vào Thượng Đế. Tôi không đề nghị điều gì lập gì. Tôi chỉ khuyên bạn xác tín vào chân lý này dẫu bất cứ điều gì xảy ra chăng nữa. Và là lạy Thượng Đế, duy chỉ mình Ngài có thể cứu con. Chú thích: đối với những kẻ luôn hướng về ta, đêm ngày thờ phượng ta không ngừng nghỉ, ta sẽ bổ khuyết và ban cho thường xuyên dư dật. Bhagavad Gita 9:22. Hết chú thích. Quá nhiều người đã rơi vào vết lún của bệnh tật và các thói hư tật xấu và không tài nào thoát ra. Nhưng đừng bao giờ nghĩ rằng bạn không thể thoát. Sự bất hạnh của bạn chỉ là nhất thời tạm bợ. Sự thành bại cả đời không tệ. Sự thành bại cả đời không hề tại một lần thành công hay thất bại. Thái độ của kẻ chinh phục là không sợ sệt. Tôi là con của Thượng Đế, tôi chẳng có gì phải sợ. Vì thế chẳng việc gì phải sợ. Sự sống hay cả chết chẳng qua chỉ là những quá trình khác nhau về ý thức của bạn. Mọi thứ tạo nên đều nhằm thử thách chúng ta, nhằm giải thoát linh hồn bất tử bên trong chúng ta đang bị chôn vùi. Đó là một cuộc hành trình, mục đích duy nhất của cuộc đời. Mỗi người có một cuộc hành trình riêng, không ai giống ai. Bạn chuẩn bị để đối phó với những vấn đề bất trắc về sức khỏe, lý trí và linh hồn bằng các phương pháp thông thường và tin tưởng vào Thượng Đế. Biết rằng dù bạn sống hay chết, linh hồn cũng không bị khuất phục. Bạn sẽ không thể nào chết được. Không vũ khí nào có thể xuyên thủng linh hồn. Không ngọn lửa nào có thể thiêu rụi nó. Không loài nước nào có thể thấm ướt nó. Không cơn gió nào có thể làm héo nó. Linh hồn là bất biến, không thể thẩm thấu trong suốt, tĩnh lặng và bất di bất dịch. Cuộc đời bạn là hình ảnh của thần khí. Chẳng phải chúng ta được tự do khi lý trí biết rằng cả chết không thể hủy diệt nó hay sao? Khi bệnh tật ập đến, cơ thể ngưng làm việc, linh hồn nghĩ mình đã chết. Nhưng Thượng Đế lay tỉnh linh hồn và nói: con sao thế? Con đâu có chết. Chẳng phải con vẫn đang suy nghĩ sao? Một người lính đang hành quân và một quả bom khiến anh ta tan xác. Linh hồn anh ta kêu lên: ôi trời, mình tiêu rồi. Và Thượng Đế lên tiếng: dĩ nhiên không, chẳng phải con đang nói chuyện với ta sao? Không có gì có thể tiêu diệt con chỉ đang nằm mơ. Rồi linh hồn sực tỉnh và nhận ra rằng điều này cũng chẳng đến nỗi kinh khủng lắm. Chỉ là ý thức tạm bợ cuộc sống trần thế đã không còn cơ thể để trú ẩn, nên tưởng như mọi chuyện thể là hết. Mình đã quên rằng mình là một linh hồn bất tử. Mục đích cuộc lữ hành trần thế của chúng ta, những yogi đích thực có thể kiểm soát lý trí của mình trong mọi tình huống. Khi đạt được sự hoàn hảo đó, bạn sẽ tự do tự tài, và rồi bạn biết rằng cuộc đời chỉ là một hành trình thiêng liêng. Chúa Giê-xu và nhiều bậc chân sư cao cả khác đã minh chứng điều này. Không có gì có thể chạm đến họ. Họ thỏa sức tận hưởng sự hiệp nhất cùng Thượng Đế. Đó là phần duy nhất của cuộc hành trình thực sự có ý nghĩa. Tình cảm con người sẽ là vô nghĩa nếu không được gắn kết với tình yêu vô điều kiện của Thượng Đế. Một đôi trai gái yêu nhau thắm thiết, nhưng chỉ sau một thời gian tình cảm ấy đã không còn. Tình yêu của nhân loại thì bất toàn, chỉ có tình yêu Thiên Chúa mới hoàn hảo và vĩnh cửu. Bạn sẽ kết thúc cuộc lữ hành trần thế chỉ khi nào chiến thắng mọi mối nguy hiểm của nó nhờ sức mạnh ý chí và tâm thức đấng duy nhất cao cả đã làm. Rồi bạn sẽ ngoái nhìn lại phía sau và nói:
Lạy Thượng Đế, đó là kinh nghiệm cực kỳ tệ hại. Con đã gần như thất bại, nhưng giờ đây con được an toàn trong sự che chở vĩnh viễn của Ngài. Chúng ta có thể nhận thấy cuộc đời là một chuyến phiêu lưu tuyệt vời. Khi cuối cùng Thượng Đế phán, mọi điều kinh khủng ấy đã chấm dứt. Với lại, ta đang ở đây với con, không gì có thể đe dọa con được nữa. Con người đang dạo chơi giữa chốn trần gian như một đứa trẻ, nhưng tâm trí nó lớn mạnh thông qua những lần chiến đấu với khổ đau và bệnh tật. Bất kỳ thứ gì khiến ý chí suy yếu đều là kẻ thù số một của bạn. Chúng ta hãy tự tin mỉm cười trước mọi khó khăn rắc rối. Thượng Đế đã cho tôi thấy cuộc đời này chỉ là một giấc mộng thoáng qua. Khi thức dậy, bạn sẽ nhớ đến nó chỉ là một giấc mộng. Với cả niềm vui lẫn nỗi buồn đang xen, bạn sẽ biết rằng bạn là bất tử trong Thượng Đế.